Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người món thịt heo rang xà ớt nha. Mình đã chuẩn bị nửa ký thịt ba rọi này. Đấy. Mình đã sơ chế sạch sẽ nha. Thì thịt này thì mọi người ngâm qua muối và một ít bột năng nha. Mình rửa sạch với nước lạnh nha. Thì mục đích thì mình làm cái này á thì mình sẽ khử được cái mùi tanh của thịt heo và thịt nó sẽ trắng hơn nha. Đấy, trắng sạch cho mọi người ạ. Một số các nguyên liệu tiếp theo này mình chuẩn bị xả này. Đấy, ớt này, tỏi này và hành tím này. Thì tất cả các nguyên liệu này thì mình sẽ băm nhuyễn nha. Và các cái gia vị cần thiết thì bột ngọt này, hạt nêm này, đường này. Đấy, tương ớt này và nước mắm này. Thì chút nữa lưu lượng mình sẽ cho sau nha. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đem thịt đi chiên nha mọi người. Mình sử dụng khoảng một muỗng canh dầu. Đấy, cái thịt này nó có mỡ rồi nên là mọi người sử dụng ít dầu đấy nha. Rồi mình sẽ cho một nửa hành tím băm vào nha. Nửa tỏi nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ cho thịt vào luôn nha mọi người. Dàn đều ra. Cái này thì mọi người đun với mức lửa vừa thôi nha. Thì mình sẽ để cái này cho đến khi mà thịt nó cháy xém thì mình bắt đầu trở nha. Đấy, cái cạnh thịt này nó xém cạnh ấy, thì mình sẽ bắt đầu trở. Rồi bây giờ mình sẽ đảo nha mọi người, đảo thịt nhá. Thịt của mình giờ cũng đã chuyển sang màu khác rồi. Đấy, thịt bây giờ cũng đã cháy xém mặt dưới rồi mọi người ạ. Mình để cháy xém cái này thì khi lúc mình ăn á thì bên ngoài thịt nó rất là giòn mà bên trong lại mềm. Đấy. Mọi người chiên xém vàng hai mặt là được. Đấy. Mỡ ở trong này nó ra rất là nhiều mọi người ạ. Mình sẽ chiên một lúc cho mỡ ở trong thịt này nó ra bớt đi nha. Rồi phần thịt của mình cũng đã được nha mọi người. Đấy, nó xém vàng rồi. Bây giờ mình gạt nó qua một bên nha. Rồi mình cho hành vào, hành tỏi vào luôn nha. Xả vào nha mọi người. Giờ mình sẽ phi cái phần gia vị này cho nó hơi vàng một chút nha. Rồi phần hành tỏi ướt xả của mình phi này cũng đã được nha mọi người. Đấy, giờ mình sẽ chắc cái phần dầu này ra ướt nha. Mình sẽ sử dụng một cái nóng này đấy, mình sẽ nóng bớt dầu ra. Rồi phần mình đổ lại cái phần hành tỏi xay hết đi nha.
xào một chút nha mọi người. Và thịt nó khô lại một chút là được. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sử dụng nửa muỗng canh một ngọt này. Muỗng canh đường này. Muỗng canh hạt nêm này. Và mình sử dụng một muỗng canh nước mắm nha. Canh tương ớt nha mọi người. Đấy. Rồi đảo đều lên nha. Thì bây giờ mình sẽ đảo khoảng 10 đến 15 phút nữa thì mình có thể thưởng thức được rồi mọi người ạ. Món thịt heo rang sả ớt của mình cũng đã xong nha mọi người. Đấy, rất là thơm mọi người ạ. Nhìn rất là hấp dẫn. Thì món này thì mình sẽ sử dụng với cơm nha. Đấy, ăn với cơm trắng thì rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, thịt thì bên ngoài trái cạnh này. Đấy, ăn rất là giòn. Và bên trong thì ăn rất là mềm và xốp. Đấy, ăn rất là ngon mọi người ạ. Hương thơm của sả và hành với lại hòa quyện vào nhau thì ăn miếng thịt rất là thơm, cay cay của vị ớt ấy. Thì nếu mọi người có thời gian thì cũng làm thưởng thức xem bên nào nha. Clip của mình thì còn lại cũng tạm dừng ở đây. Bye bye, xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào các clip bên sau.